các ngân hàng và những tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cần tăng cường phòng chống thanh toán thẻ quốc tế giả mạo. Sau hiện tượng lừa đảo dùng thẻ thanh toán giả ở một số điểm chấp nhận thẻ thanh toán nhằm rút tiền, ngân hàng nhà nước đã phát đi cảnh báo yêu cầu các ngân hàng phải rà soát những điểm chấp nhận thanh toán qua thẻ, nhất là những nơi có thời gian hoạt động chỉ 1-2 tháng. Đồng thời, rà soát điều kiện hoạt động của các đơn vị này, phân loại điểm cả thẻ để khoanh vùng rủi ro. Đáng chú ý, ngân hàng nhà nước cũng đã yêu cầu các ngân hàng phải nhanh chóng chuyển đổi hệ thống thẻ từ hiện nay sang thẻ chip để hạn chế thẻ giả mạo đang gia tăng hiện nay. Những cảnh báo và thông tin về thẻ giả, các hình thức tội phạm thẻ cũng phải được truyền thông rộng rãi đến chủ thẻ. Riêng ngân hàng nhà nước các tỉnh, thành phố phải tăng cường kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống ATM và POST trên địa bàn để kịp thời phối hợp với cơ quan an ninh khi cần.